Ngồi đâu? Đã đi. Nhì, ngồi ba thơ nhì. Sao thế? Ngứa à? Bây giờ ngoài kia tắm nhá. Tắm cho nó hết ngứa nào. Đấy, đi ra ngoài kia mà tắm. Đi đi. Thank you.
Ngồi đâu? Lá đi. Đừng tốt sâu nha. Cái ngoài cơm luôn. Được chưa ghê. Đó, sang ba thơ đấy. Nhì, ngồi ba thơ nhì. Bây giờ ra ngoài kia tắm nhá. Tắm cho nó hết ngứa nào. Đây, đi ra ngoài kia mà tắm. Đi đi. Đi, con ra ngoài kia tắm đi. Đi đi, đấy. Đúng rồi. Đấy, đi thẳng vào đây. Thank you.
quan kêu được. Nghe quá. Nhiều mặt bầu dùm à. Rồi, nhá, nhiều mặt cho nhá. Ai chà, rồi hết bịt này. Ê, ngoài nhiều mặt cho nhá. Ngoan, mặc đồ cho nhá. Mặc con nhá. Thích nhở, mặc đẹp trai. Rồi, mặc cái áo vào nhá. Áo đẹp quá nhỉ. Áo đẹp thế, áo này đẹp thế. Nốt cái này nhá. Mặc vào cho đẹp trai nào. Nào Yến nào. Lấy con nào cù nhá. Để đồ vào cho này. Đồ đấy nhá. Rồi. Đem đeo vào cho. Rồi. Sắn quần lên nào. Con về nhá. Xong rồi, con về nhá. Sao? Đi. Hả? Đứng đâu đây? Hả? Hả? Lấy chơi à? Ừ. Hả? Hả? Lấy chơi à? Hả? Lấy chơi à? Hả? Hả? Ừ, thơm đấy nhá. Thấy con áo nữa. Hả? Xuống đây tắm á. Ừ. Anh nhà ngủ bây giờ xuống đây tắm à? Hả? Quen đây đấy, bữa này là quen thế này đó. Hả? Bữa này cho xuống đây ở luôn nhá. Hả? Cho xuống ở luôn nhá. Nào. Nào cho xuống ở nhá. Đi về nhá. Cảm ơn nhá, cảm ơn bạn hàng xóm nhá. Đi về nhá.